Chương trình tin tức hôm nay được bảo trợ bởi The new 2021 Sienna with hybrid power has an incredible 648 mile driving range. Chúng tôi hân hạnh giới thiệu cùng quý vị công ty 405 Cabinets chuyên về thiết kế và trang trí nhà bếp. Orange County Advantage Medical Group phục vụ sức khỏe quý vị cao niên trên 65 tuổi 7148890777. Quý vị đang theo dõi chương trình tin tức tổng hợp của Đài Lê Lô Sài Gòn TV qua sự trình bày của Lê Thái và Thảo Tiên. Tiếp theo là phần tin Hoa Kỳ. Tòa Bạch Ốc tuyên bố ngân sách cải tiến các hải cảng. Đoàn xe tải biểu tình vào ngày Tổng thống Biden đọc diễn văn. vụ ngược đãi trẻ em khiến một bé trai bị thiệt mạng. Mời quý vị theo dõi phần tin chi tiết sau đây. Tòa Bạch Ốc tuyên bố ngân sách cải tiến các hàng cảng, à, các hải cảng trong nỗ lực làm giảm khó khăn liên quan đến nguồn hàng vận tải và phân phối trên toàn nước Mỹ. Chính quyền của Tổng thống Biden hôm nay công bố ngân sách để nâng cấp hạ tầng cơ sở, đặc biệt cho các hải cảng đã giúp tạo dễ dàng hơn cho hàng hóa đến tay người tiêu thụ. Trong thời gian đại dịch, do tình trạng tài xế và các tàu hàng bị ảnh hưởng vì Covid-19, khiến nguồn hàng bị kẹt và chậm trễ để đến tay người tiêu thụ, khiến vật giá leo thang dẫn đến tình trạng lạm phát chung cho nước Mỹ. Nhằm tránh tình trạng hàng bị tồn động trong tương lai, Quốc hội đã thông qua ngân sách hạ tầng cơ sở trị giá hơn 1.000 tỷ Mỹ Kim. Trong số này, khoảng 450 triệu Mỹ Kim dành riêng cho các hải cảng. Đây là số tiền lớn nhất từ xưa đến nay để giúp làm rộng hải cảng hơn, cũng như cải thiện việc phân phối hàng hóa. Số tiền này nằm trong ngân sách 17 tỷ Mỹ Kim để giúp cải thiện hệ thống vận tải đường biển và đường sông của Hoa Kỳ. Với ngân sách này, hai hải cảng quan trọng nhất của nước Mỹ là Long Beach và Los Angeles sẽ được cải tiến tốt đẹp hơn trước. Qua đó sẽ giúp phân phối một lượng hàng lớn hơn và nhanh hơn trước thời đại dịch đoàn xe tải biểu tình vào ngày tổng thống Joe Biden đọc diễn văn thuộc quý vị Cảnh sát ở Điện Capitol ở thủ đô Washington ngày hôm nay cho biết về nguy cơ đoàn xe tải sẽ kéo về thủ đô Washington vào ngày tổng thống Joe Biden đọc diễn văn trước quốc hội để biểu tình và đang lên kế hoạch chi tiết để bảo đảm không xảy ra bất cứ điều gì đáng tiếc, tương tự như vụ tấn công tòa nhà quốc hội vào ngày 6 tháng 1 năm 2021. Ngoài ra lực lượng vệ binh quốc gia của vùng thủ đô cũng đã được điều động để chuẩn bị cho ngày quan trọng này. Theo dự trù, Tổng thống Joe Biden sẽ có bài diễn văn về tình trạng liên bang của nước Mỹ vào ngày 1 tháng 3 sắp tới. Đây là bài diễn văn thường niên cho Tổng thống để trình bày trước quốc dân về nội tình của nước Mỹ, cũng như những kế hoạch mà Tòa Bạch Ốc sẽ làm trong năm nay. Tuy nhiên, do ảnh hưởng từ cuộc biểu tình của tài xế xe tải từ Ottawa, Canada, nhiều tài xế xe tải chống lệnh chích ngừa bắt buộc đã muốn bắt chước và nhân cơ hội này gây tiếng vang vào ngày ông Joe Biden đọc diễn văn trong thông báo uh, trong thông cáo báo chí đưa ra thưa quý vị cảnh sát điện capitol cho biết rằng là cảnh sát và cơ quan mật vụ của Hoa Kỳ đang làm việc trực tiếp và đưa ra các kế hoạch vào ngày tổng thống Joe Biden đọc diễn văn. trong số này việc dựng hàng rào kẽm gai trước điện capitol và là một trong những kế hoạch được đưa ra. tuy nhiên nỗ lực quan trọng nhất là tránh không để cho đoàn xe tải này tiến vào trung tâm của thủ đô chắc chắn sẽ gây ảnh hưởng đến giao thông và vệ binh quốc gia sẽ thực hiện các trạm kiểm soát chung quanh tòa bạch ốc và tòa nhà quốc hội. Vụ ngược đại trẻ em khiến một bé trai thiệt mạng. Cảnh sát Las Vegas vừa bắt và truy tố một người bạn trai của một phụ nữ liên quan đến cái chết của một bé trai. Nội vụ xảy ra khi một bé gái đưa một mảnh giấy cho cô giáo để thông báo là mẹ của em đang bị giam trong nhà và con trai của bà đã chết. Cô giáo ngay lập tức báo cảnh sát và dẫn đến cuộc điều tra cũng như lục soát căn nhà của bé gái. Khi vào bên trong, cảnh sát tìm thấy thi thể của bé trai vào tối thứ ba hôm qua bên trong một tủ đông đá ở dưới nhà để xe. Theo lời cảnh sát, trước đó người mẹ nói với cảnh sát là bà không biết con trai ở đâu từ ngày 11 tháng 12, trong lúc đang bị người bạn trai kiềm chế và giam trong nhà. Vì thế đã nhờ con gái chuyển tin cho cô giáo. Cảnh sát đã đưa người đến giám sát căn nhà để truy lùng người bạn trai. Trong lúc theo dõi, cảnh sát thấy người mẹ cùng bạn trai rời khỏi căn nhà vào khoảng 10 giờ sáng hôm qua và dẫn đến việc bắt người bạn trai 35 tuổi tên Brandon Stolzland. Vẫn theo lời khai của người mẹ, bà đã bị người bạn trai cấm ra khỏi nhà hoặc đi vào nhà để xe. Mặc dù không biết lý do gì, nhưng vì sợ nên bà vẫn tuân theo lời khuyến cáo của bạn trai. Cảnh sát được trắc tòa và vào căn nhà lục soát Với kết quả là bạn trai của người mẹ ngược đãi con trai bà và hành hung đến chết sau đó nhét vào tủ đá để chờ phi tan. Hiện nay, Toastland đang bị truy tố tội bắt cóc và tội giết người cấp 1. Bồi thẩm đoàn ở Daytona Beach, tiểu bang Florida ngày hôm nay đã ra quyết định chung cuộc để kết tội ông Robert Hayes liên quan đến cái chết của ba người phụ nữ hành nghề mại dâm 15 năm trước. Dựa trên các bằng chứng di truyền thể tại hiện trường, thưa quý vị, trong thời gian trước khi bị bắt vào năm 2019, ông Robert Hayes đang làm đầu bếp cho một nhà hàng ở Daytona Beach. Án mạng xảy ra từ năm 2005 cho đến năm 2006. Nạn nhân đầu tiên là Lakuta Kinder, 45 tuổi, thi thể được tìm thấy giữa bức tường một tiệm bán phụ tùng xe hơi và tòa nhà bỏ trống. Vào Giáng sinh năm 2005, và nạn nhân thứ nhì là Julie Green, 34 tuổi, thư thể được tìm thấy vào ngày 14 tháng 1 năm 2006 trong một khu xây dựng dở dang. Nạn nhân thứ ba là Iguana mươi 35 tuổi, thi thể được tìm thấy vào ngày 24 tháng 2 trên vệ đường. Cả ba đều trong tình trạng khỏa thân, mặt ướp xuống đất và bị bắn chết. Cả ba đang hành nghề mãi dâm và vụ thảm sát đã gây hoang mang và sợ hãi trong số những thiếu nữ hành nghề mãi dâm ở Palm Beach, Florida. Một số đã sẵn sàng làm việc với cơ quan điều tra. Hung thủ tên là Robert Hayes hiện đang bị nghi là đã giết chết nạn nhân thứ tư là cô Rachel May, 32 tuổi, hành nghề mãi dâm. Thi thể được tìm thấy vào ngày 7 tháng 3 năm 2016, cũng ở quận Palm Beach ở Florida. Cảnh sát LAPD bị kiện vì giam cầm một phụ nữ vô cớ. Cảnh sát Los Angeles thành phố và cảnh sát phi trường LAX hiện đang đương đầu với một vụ kiện từ một phụ nữ vì giam giữ bà bất hợp pháp. Nội vụ xảy đến cho cô Bethany Faber. Quý khán thính giả vừa theo dõi bản tin Hoa Kỳ. Sau đây là bản tường trình đặc biệt buổi chiều của Đài Lido Sài Gòn TV. Ngày hôm nay là ngày kỷ niệm 50 năm lần đầu tiên một vị tổng thống Hoa Kỳ công du Trung Quốc và làm thay đổi toàn bộ cục diện liên quan đến mối quan hệ Hoa Kỳ và Trung Quốc bao gồm vấn đề Đài Loan. Hoàng Trọng Thụy gửi đi bản tương trình chi tiết sau đây. Ngày 24 tháng 2 năm 1972, vào thời kỳ cao điểm của cuộc chiến tranh lạnh, Tổng thống Richard Nixon của Hoa Kỳ đã thực hiện chuyến công du mang tính lịch sử đến Trung Quốc. Và cho đến 50 năm sau, chuyến đi lịch sử này đã làm thay đổi quan hệ giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc hoàn toàn chưa kể gây ảnh hưởng đến các quốc gia khác như Liên Xô, Việt Nam, Đài Loan. Chuyến công du của Tổng thống Nixon vào thời điểm chiến tranh Việt Nam leo thang, mối quan tâm nhất trong chính sách đối ngoại của Hoa Kỳ là sự bành trướng của khối liên bang Xô Viết. Vì thế, mục tiêu chính của Tổng thống Nixon là nhờ Trung Quốc làm giảm ảnh hưởng từ Liên Xô đổi lại. Hoa Kỳ đồng ý để không hiện diện trong vùng châu Á, công nhận Đài Loan là một phần của Trung Quốc về mặt mậu dịch, chuyến công du của tổng thống Nixon cũng nhằm mục tiêu giúp Trung Quốc mở cửa với thế giới bên ngoài, đồng thời tạo điều kiện cho công ty Hoa Kỳ đi vào một thị trường đông dân nhất thế giới. Có thể nói, tất cả những chính sách dưới thời tổng thống Nixon muốn đạt được thông qua chuyến đi này, cuối cùng Hoa Kỳ cũng đạt được mặc cho những sự chỉ trích nhắm vào cá nhân tổng thống Nixon và cả chính sách Hoa Kỳ về sau, bao gồm phản bạn bỏ Việt Nam tảng lờ việc Đài Loan muốn độc lập. Và quan trọng hơn cả, Hoa Kỳ vẫn tiếp tục can dự vào nội tình ở châu Á, ngược với cam kết Thượng Hải mà Tổng thống Nixon ký kết với Mao Trạch Đông. Thứ nhất, Hoa Kỳ rất quan tâm đến sự bành trướng của khối liên bang Xô Viết mà vào thời điểm đó, Trung Quốc không nằm trong khối mà chỉ là đồng minh với Liên Xô. Tổng thống Nixon muốn thương lượng trên nhiều vấn đề để tránh tạo môi trường cho Liên Xô bành trướng xa hơn nữa về cuộc chiến Việt Nam do phong trào phản chiến càng ngày càng gia tăng, nhất là số binh sĩ Hoa Kỳ thiệt mạng trong chiến tranh tăng quá cao và sự can dự của Hoa Kỳ vào cuộc chiến xem không đi đến đâu, thậm chí gây thiệt hại từ nhân mạng đến tiền của quá nhiều cho nước Mỹ. Tổng thống Nixon muốn Trung Quốc với mối quan hệ với Bắc Việt sẽ giúp giải quyết hồ sơ Việt Nam bằng hiệp định hòa bình năm 1973. Mặc dù sau đó Hoa Kỳ sẵn sàng bỏ rơi Việt Nam để kết thúc cái gọi là xa lầy chiến tranh của Hoa Kỳ. Một trong những thương lượng này dẫn đến Hiệp ước Thượng Hải qua đó, Hoa Kỳ không công nhận một nước Đài Loan mà là một phần của Trung Quốc. Riêng về điểm này đã khiến người dân Đài Loan vô cùng thất vọng. Họ vẫn muốn tìm kiếm đồng minh nhất là từ Hoa Kỳ để có thể bảo vệ Đài Loan chống lại mộng thống nhất của Bắc Kinh. Về sau này Hoa Kỳ lại thay đổi chính sách về vấn đề Đài Loan. Mặc dù không công nhận Đài Loan độc lập nhưng lại ủng hộ chính sách một nước Trung Quốc với hai thể chế, ủng hộ Đài Loan và thậm chí còn bán vũ khí cho Đài Loan nữa. Dưới thời tổng thống Ronald Reagan lần đầu tiên Hoa Kỳ ủng hộ việc bán vũ khí cho Đài Loan và hành động này đã khiến Trung Quốc cho đến ngày hôm nay xem Hoa Kỳ là một kẻ lợi dụng làm mất đi niềm tin và dẫn đến sự ngờ vực lẫn nhau đến ngày nay. 50 năm sau chuyến công du của Tổng thống Nixon, tình hình đối đầu giữa Bắc Kinh và Đài Loan vẫn tiếp tục căng thẳng. Sau vụ mua bán vũ khí này, Đặng Từ Bình đã giận dữ và tuyên bố mối quan hệ Hoa Kỳ và Trung Quốc không tốt chút nào. Bài học từ 50 năm trước dẫn đến quan hệ bất thường giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ hầu như không thay đổi cho dù qua các thời chủ tịch hay tổng thống nào của Hoa Kỳ. Ngày nay, Hoa Kỳ vẫn xem Trung Quốc là mối đe dọa mang tính toàn cầu. Trung Quốc không tin tưởng Hoa Kỳ và tiếp tục tạo áp lực để thống nhất với Đài Loan. Hoàng Trọng Thụy tường trình cho đài Little Sài Gòn TV. Kính thưa quý vị, phần tường trình đặc biệt của Hoàng Trọng Thụy vừa kết thúc chương trình tin tức tổng hợp của đài Little Sài Gòn TV. Cảm ơn thời gian theo dõi của quý vị. Thảo Tiên và Lê Thái xin kính chúc quý vị có một buổi chiều thứ tư thật bình an và hạnh phúc và xin hẹn gặp lại quý vị trong bản tin chiều ngày mai